Bếp Phượng xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu ngày 6 tháng 9 năm 2019. Đến với bản tin hoạt thành đốn là bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Trong phần 2 là chương trình Chào Washington. Để mở đầu, Bếp Phượng kính mời quý vị theo dõi phần nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với năm Anh. Đến với nhận định và phân tích thời sự Việt Nam hôm nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài vừa hồng vừa chuyên là giáo điều lạc hậu do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Với bản lĩnh giáo điều bảo thủ và cực đoan ngoại hạng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng sản Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo đầu tiên công khai chính trị hóa giáo dục để nhuộm đỏ thầy cô, học sinh và sinh viên. Bằng chứng được phơi bày trong thơ gửi ngành giáo dục. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, ông trọng đã yêu cầu tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên theo thông tấn xã Việt Nam ngày 1 tháng 9 năm 2019. Tuy ông không nói ra, nhưng ai cũng biết điều gọi là truyền thống lịch sử bao giờ cũng phải ưu tiên ca tụng vai trò giữ nước và dựng nước của Đảng Cộng sản Việt Nam và người thành lập đảng là ông Hồ Chí Minh. Ngược lại, mặt trái của truyền thống ấy bao gồm cả những sai lầm và hệ lụy của 30 năm chiến tranh nguyên đệ tương tàn do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động lại chưa bao giờ được ghi lại trong sách sử Việt Nam Cộng sản. Vì vậy, ca thầy, cô, học sinh và sinh viên qua nhiều thế hệ đã bị đánh lừa bởi thứ lịch sử một chiều do đảng dựng lên. Do đó, khi ông Trọng đòi phải giáo dục cả lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên là ông muốn tẩy não cả một thế hệ bằng mớ giáo dục, giáo điều cộng sản để làm cách mạng và xây dựng đất nước dựa trên chủ nghĩa Mạc Lênin. Nhưng ông Trọng lại làm như không biết rằng tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản cho học sinh từ tiểu học đến lớp 12 là hành động giáo điều, bảo thủ và đầu độc tuổi trẻ. Ông tưởng rằng càng nhồi sọ sớm bao nhiêu thì càng dễ uống nắng thiếu niên đi theo lề đảng chăng. Không những ông sai mà cả hệ thống giáo dục của đảng cũng sai nên mới có chuyện học sinh, sinh viên Việt Nam không muốn học môn lịch sử vì nội dung thiếu trung thực và đầy rẫy tuyên truyền khi nào cũng ta thắng địch thua ông nguyễn phú trọng còn viết trong thơ tôi mong các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý người lao động ngành giáo dục luôn giữ vững bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức tâm huyết với nghề không ngừng đổi mới sáng tạo đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp trong người nhưng giữ bản lĩnh chính trị là chính trị gì có phải ông đòi mọi người phải tuyệt đối trung thành với đảng và kiên định chủ nghĩa mắc Lê Ninh và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh như quy định trong cương lĩnh đảng. Hay ông còn muốn răng đe, không được quan liêu, suy thoái đạo đức, tham nhũng, tự diễn biến và tự chuyển hóa như ông đã từng ra rã với cán bộ, đảng viên trong hai năm qua. Đối với học sinh, sinh viên, ông Nguyễn Phú Trọng ngỏ ý. Mong các em học sinh, sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc, noi theo các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt để sau này trở thành những người vừa hồng vừa chuyên như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại sao cho đến bây giờ, khi thanh thiếu niên thế giới đã ăn sâu bám rễ với nền khoa học điện tử thay đổi từng giây mà ông Trọng vẫn còn âm u trong cõi vừa hồng vừa chuyên với tuổi trẻ Việt Nam. Chẳng lẽ ông lại muốn xiềng xích chân tay họ để ông mặc sức độc tài ở tuổi 75 thời đổi mới? Trần Đại Quang Trương Tấn Sang Vậy ta thử so sánh những lời giao búa của ông Trọng với vài bức thư gửi thầy, cô, học sinh và sinh viên của hai chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trương Tấn Sang xem khác nhau ở chỗ nào. Trong thơ phổ biến ngày 31 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch Trần Đại Quang viết những điều phi chính trị rằng Bước vào năm học mới, ngành giáo dục cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng tốt nhất, yêu cầu tạo nguồn, nhân lực, chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước tăng cường quản lý nhà nước kiểm tra thanh tra kịp thời phát hiện có giải pháp khắc phục hiệu quả những thiếu sót hạn chế đưa nền giáo dục nước ta phát triển vững chắc chú trọng phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm hơn nữa con em các đối tượng chính sách đảm bảo cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho mọi người dân. Kết luận ông quan tâm tình. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo giữ vững ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Các em sinh viên, học sinh phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, ý chí vươn lên thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt để mai sau cống hiến cho nước nhà. Ông Trần Đại Quang đã đột ngột qua đời ngày 21 tháng 9 năm 2018. Trong khi đó, trong thư gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016, ông Trương Tấn Sang đã viết như cảm ơn. Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, các thầy giáo, cô giáo, nhất là các thầy giáo, cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã vượt lên mọi khó khăn, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo có những đóng góp thầm lặng nhưng hết sức to lớn cho đất nước. Tôi mong các thầy giáo, cô giáo tiếp tục cố gắng có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp trồng người cao cả hết sức vẻ vang. Đối với học sinh và sinh viên, ông Sang bắt đầu. Các em học sinh, sinh viên yêu quý, các em là những chủ nhân tương lai của đất nước, những người kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi mong các em tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, phấn đấu học tập tốt và rèn luyện tốt để mai này lập thân, lập nghiệp, trưởng thành, góp phần đưa đất nước ta sánh vai với bè bạn Nam Châu. Tuyệt nhiên, không thấy hai chủ tịch nước này viết điều gì nổ như ông trọng. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh tại hội nghị: Sau 3 năm triển khai thực hiện quyết định 1501, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên nhi đồng vẫn còn nhiều hạn chế bất cập. Một bộ phận thanh thiếu niên thiếu bản lĩnh, dễ bị lôi kéo tham gia tệ nạn xã hội một số thanh thiếu niên thiếu động cơ học tập rèn luyện đúng đắn, bạo lực học đường diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng. Sử dụng mạng xã hội chưa đúng mục đích và công tác truyền thông chưa đạt hiệu quả mong muốn. Như vậy, điều mà ông Nguyễn Phú Trọng từng cảnh giác nhiều lần rằng tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị trong giới thanh niên cần phải được ngăn chặn như đã cần mưa thêm vỡ bờ. do đó, không ai ngạc nhiên khi nghe ông báo động tại Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2017 rằng hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng. sở dĩ hàng hàng lớp lớp thanh niên đã phai nhạt lý tưởng cách mạng vì cuộc cách mạng của Đảng đã, đang và chỉ để cho đảng viên nhất là những kẻ có chức và có quyền, có sân chơi để tranh giành quyền lợi và địa vị. Bằng chứng đã cho thấy, càng hồng và càng chuyên bao nhiêu thì hủ bại tham nhũng. Mua quan bán tước, lợi ích nhóm, kèn cửa, cấu xé lẫn nhau, tranh giành quyền lợi càng để ra như đòi bỏ, làm cho người dân đã nghèo càng nghèo thêm và đất nước đã tụt hậu càng lạc hậu hơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh cảm ơn quý vị đã theo dõi và không quên cảm ơn nhà báo Phạm Trần. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.